52 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa đã được tàu SAS-412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đưa về đất liền an toàn sau nhiều ngày tàu bị hỏng máy lênh đênh trên biển. Trước đó, vào 10 giờ ngày 30 tháng 4, tàu cá QNA-90129 đang khai thác tại vùng biển Hoàng Sa thì máy chính bị hỏng, không có khả năng khắc phục. Tàu trôi dạt trên biển và có nguy cơ bị chìm, yêu cầu được cứu hộ khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAS-412 ra cứu nạn. Đến sáng ngày 2 tháng 5, tàu SAS-412 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, triển khai công tác cứu hộ và chuyển hướng về đất liền.